Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 100 ngày thiền khắc. Một khóa thiền kéo dài 98 ngày ở một nước phương Tây này, tuy trong tương lai chưa hẳn là vô song, nhưng cho đến nay phải nói là chưa từng có. Chính là chứng kiến một chuyện chưa từng thấy, nghe một chuyện chưa từng nghe. Mấy ngàn năm nay thực sự chưa hề có một cuộc tu tập nào khổ công như vậy. Sáng sớm, từ 2 giờ đã bắt đầu ngồi thiền, xen vào giữa là 1 giờ nghỉ, cho đến đêm 12 giờ mới ngủ. Vậy là mỗi ngày dụng công chọn 21 tiếng đồng hồ, bởi vậy mới nói là một khóa thiền chưa từng có. Quý vị tham dự khóa thiền này tất phải khảo nghiệm, cố gắng chịu đựng để từ đầu thông suốt cho tới cuối, chứ không thể nửa chừng bỏ dở. Nếu không thì công phu bỏ ra sẽ thành uổng phí hết, chẳng được chút gì lại cô phụ bao nhiêu tâm nguyện của mình lúc khởi thủy. Có câu nói, nếm mùi cực khổ trong cái khổ mới trở thành kẻ thượng nhân, có như thế mới là kẻ siêu việt trong hàng Phật tử chân chính. Khóa thiền thất này lại khiến cho tôi vui mừng vì có mấy vị tỳ kheo và tỳ kheo ni phát tâm dạ bất đảo đơn, nghĩa là tới giờ ngủ họ không trở về phòng mà ngồi luôn tại ghế thiền nghỉ. Cách thức tu trì như thế thực quả tại Tây Phương chưa từng có. Sách Kỷ Lục có ghi, bây giờ tất cả các pháp sư tại Vạn Phật Thánh Thành đều phát nguyện giữ đúng mỗi ngày một bữa ăn, đêm không về phòng. Nhật trung nhất thực, dạ bất đảo đơn. Tinh thần như vậy thật đáng ngưỡng mộ. Hồi ở Hương Cảng, tôi đã từng tham dự 10 tuần thiền thất. Trong khóa tu có cả một vị trưởng lão mang dâu, Hòa Thượng Minh Quán cũng có dự nữa, đó là một vị lão tu hành. Còn tôi thì không, chúng tôi cùng nhau ngồi đủ 70 ngày. Kết quả giữa chúng tôi không ai hơn ai kém. Ha ha ha,